Alo, xin chào toàn thể tất cả các bạn, các khán giả thân thương của kênh A Phước Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tin học lớp 8, bài số 3 nha các bạn, là chương trình máy tính và dữ liệu. Thì nội dung của bài này thì gồm có dữ liệu và kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh, và giao tiếp giữa người và máy. Thì nội dung đầu tiên là dữ liệu và kiểu dữ liệu. Thì mục tiêu của việc mà chúng ta viết những cái chương trình máy tính để làm gì các bạn, là để giải quyết một cái vấn đề nào đó. Thì một chương trình của máy tính có thể tóm tắt những cái sơ đồ như sau. Thì dữ liệu đầu vào, sau đó cái chương trình này sẽ ra lệnh cho máy tính làm cách nào để mà xử lý biến đổi cái dữ liệu này để đưa ra được cái dữ liệu đầu ra như chúng ta mong đợi. Vậy là một cái chương trình máy tính nó chủ yếu là nhận dữ liệu đầu vào, rồi sau đó xử lý nó, biến đổi nó, rồi để đưa ra được dữ liệu đầu ra như chúng ta mong đợi. Đó là tất cả những chương trình máy tính thì có thể tóm tắt lại như vậy thôi. Thì chúng ta có ba cái khu để chúng ta tìm hiểu: một là cái quá trình xử lý, thứ hai là cái dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra. Thì trong nội dung của chương trình của hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách nào chúng ta nhận dữ liệu đầu vào, chúng ta xuất dữ liệu đầu ra, và một tí xíu về cái quá trình xử lý này. Thì ở đây nó có một khái niệm gọi là dữ liệu, tiếng Anh gọi là data. Dữ liệu là gì các bạn? Thì dữ liệu thật ra nó là những cái dữ kiện riêng lẻ. Thì có rất nhiều kiểu dữ kiện khác nhau, ví dụ như là những con số. Dữ kiện đây là tiếng Anh nó là chữ text các bạn, những con số ha, ngày tháng năm rồi giờ, rồi những cái hình ảnh, phim ảnh, rồi dữ liệu số, dữ liệu kiểu nói, kiểu kiểu tiếng nói, âm thanh, rất là nhiều kiểu khác nhau như thế. Thì trong máy tính để lưu trữ được những kiểu dữ liệu này và xử lý những kiểu dữ liệu này, thì chương trình mỗi cái ngôn ngữ lập trình như vậy nó sẽ quy định nhiều cái kiểu dữ liệu mà nó có thể tiếp nhận được. Thì trong đó Pascal nó sẽ quy định có những kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Ngoài ra, thông thường chúng ta trong cái cuộc sống thì chúng ta thường nói dữ liệu và thông tin là những khái niệm mà chúng ta dùng lẫn lộn với nhau, nhưng thật ra dữ liệu và thông tin là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái thông tin đây là tiếng Anh chỉ là information các bạn, information chữ y trong chữ IT đó, thông tin, information ha. Thì dữ liệu các thông tin chỗ nào các bạn? Thì dữ liệu nãy mình nói rồi ha, đó là những cái dữ kiện riêng lẻ, dữ liệu riêng lẻ tức là in video, fact. Còn thông tin là gì? Thông tin tức là những cái dữ liệu này đã được người ta sắp xếp theo một cái trình tự nào đó, hoặc là người ta diễn dịch nó. Diễn dịch nghĩa là thêm ý nghĩa vào cho nó, thêm ý nghĩa vào cho nó, thì nó trở thành thông tin, nghĩa là dữ liệu mà được sắp xếp theo một kiểu nào đó và diễn dịch nó, thêm ý nghĩa cho nó thì nó trở thành thông tin. Như vậy thì thông tin dứt khoát nó là một loại dữ liệu, nhưng mà một dữ liệu thì chưa chắc nó là thông tin. Mình lấy ví dụ, mình cho hai số 20, 21 đi. Các bạn hoàn toàn đó là những dữ liệu, 20, 21 là những dữ liệu, nhưng các bạn không hiểu nó là cái gì hết bạn, đúng không? Không hiểu gì hết. Rồi bây giờ phải diễn dịch, diễn dịch ha, diễn dịch là iteration ha, mình diễn dịch nó. Số 20 đây, số 20 đây nghĩa là số tuổi, 21 là số tuổi. Như vậy chúng ta bắt đầu hiểu 20 là 20 tuổi, 21 là 21 tuổi, thì nó trở 20, 21 nó trở thành thông tin, đó là số tuổi. Các bạn đến đây thì các bạn đã hiểu được cái khái niệm thông tin và dữ liệu rồi, thông tin và dữ liệu rồi ha. Rồi chúng ta đi tiếp phần kế tiếp ha, các kiểu dữ liệu. Thì trong ngôn ngữ lập trình Pascal thì có loại hai loại kiểu dữ liệu, là cái kiểu dữ liệu mà do ngôn ngữ lập trình định ra sẵn, gọi là kiểu dữ liệu nguyên thủy, và thứ hai là
những cái kiểu dữ liệu mà cho phép người lập trình tự định nghĩa ra. Thì trong cái phần bắt đầu tìm hiểu dụng ngữ Bastian, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiểu dữ liệu nguyên thủy ha, nguyên thủy. Thì Bastian sẽ cho phép chúng ta sử dụng những kiểu dữ liệu sau đây, tức là kiểu byte ha, hay gọi là số nguyên nhỏ, số nguyên nhỏ. Một số ngôn ngữ lập trình người ta sẽ gọi là small int ha, là số nguyên nhỏ byte từ có miền giá trị từ 0 đến 2 mũ 8 trừ 1, tức là khoảng là 255, 0 đến 255 ha, 2 mũ 8 trừ 1. Rồi tới số nguyên là integer, integer là có miền giá trị từ 2 mũ 16 đến 2 mũ 16 trừ 1 ha, từ 2 mũ 16 đến 2 mũ 16 trừ 1. Thứ hai là số thật nghĩa là số thập phân á, hay gọi là số thập phân một chấm mấy, một hai chấm mấy, ba chấm mấy gì đó các bạn. Thì trong Bastian ta gọi là real, real. Rồi kiểu dữ liệu kế tiếp là chữ hay gọi là ký tự, ký tự trong Bastian gọi là char, đó là nó hiển thị, nó biểu thị trong một cái chữ hay một cái tự, ví dụ như đó là trong cái bảng chữ cái, đây là một chữ hay một cái tự trong cái bảng chữ cái của Bastian, bảng chữ cái của Bastian là A, B, C, D, E, F, các dấu chấm, dấu A chấm phẩy, rồi dấu ngoặc cơn, ngoặc kép, dấu ngoặc cơn, ngoặc kép, một cái tất cả những cái chữ của nó. Rồi kiểu dữ liệu kế tiếp là sâu hay một số cái tài liệu tôi gọi là chuỗi, sâu hay là chuỗi. Bạn phải biết hết những khái niệm này để khi tôi đọc tài liệu tôi dễ dàng sử dụng, dễ dàng chuyển đổi ha. Rồi trong Bastian nó gọi là string ha. Nhớ là cái giá trị của string hay chuỗi thì được đặt trong cái dấu hay một cặp dấu nháy, tiếng Anh là khâu dấu nháy. Và trong trường hợp các bạn mà muốn đặt cái dấu nháy ở bên đó là giá trị của chuỗi luôn thì chúng ta dùng hai dấu nháy liên tiếp ví dụ như he is a student thì cái dấu nháy ở chỗ he ha các bạn, mình viết dư chữ y rồi ha. Rồi he is a student thì các bạn thấy cái dấu nháy ở chỗ he is thì chúng ta dùng hai dấu nháy thì người ta gọi đó là cái thao tác ta gọi là escape đó. Thì như vậy tóm lại trong Bastian có các kiểu dữ liệu như sau, là kiểu số nguyên nhỏ by, số nguyên, số thật, chữ và sau. Rồi các phép toán trên kiểu dữ liệu số, ở đây chúng ta xét trên kiểu dữ liệu số thôi. Chúng ta có các kiểu dữ liệu số là số nguyên nhỏ là by nè, số nguyên nè, integer nè và real ha, thì các loại dữ liệu số gì đó là số nguyên và số thật ha. Thì trong cái bảng chúng ta nhìn vào cái bảng ha, chúng ta có phép cộng thì chúng ta dùng cái dấu cộng ha, phép trừ thì chúng ta dùng biểu trừ, phép nhân ta dùng cái dấu dấu sao, tiếng Anh là asterisk ha, phép chia thì dùng dấu backslash dấu xịt xuống ha các bạn ha. Rồi chia lấy phần nguyên là deep, deep ở đây nghĩa là chúng ta chia lấy phần nguyên, nghĩa là 6 chia 4 thì bạn 6 deep 4 thì bạn bằng 1 ha các bạn. Chúng ta chia lấy phần nguyên thôi, chúng ta bỏ phần dự đi ha. 5 deep 3 thì bằng 1, 7 deep 3 thì bằng 2 ha. Rồi phép mod nghĩa là modulo ha, chia lấy phần dư ha, dư là chia cho lấy phần dư thôi. 5 mod 3 thì bằng 2, 4 mod 3 thì bằng 1 ha, chia lấy phần dư. Thì bạn lưu ý là phép dip, phép mod là chỉ thực hiện trên cái các số nguyên, số nguyên nghĩa là by và integer, by và integer. Lưu ý phép chia mà dùng cái dấu backslash á, dù hai số nguyên chia nhau nó vẫn ra số thật, vẫn ra số thật, không ra số nguyên. Để chia lấy ra số nguyên thì chúng ta phải dùng dip, dùng dip ha. Muốn chia hai số nguyên mà lấy số nguyên phải dùng dip, còn chia hai số nguyên mà lấy số thật là dùng cái dấu chia, dấu backslash ha. Rồi lưu ý cái độ ưu tiên của phép toán theo nguyên tắc là chúng ta nhân chia trước cộng trừ sau, nghĩa là nhân chia cùng độ ưu tiên các bạn, cộng trừ cùng độ ưu tiên. Rồi còn cái nhóm nhân chia á thì ta làm trước, cái nhóm cộng trừ làm sau, mà cái nhóm trong cùng một độ ưu tiên thì làm thứ tự từ trái sang phải.
Để chúng ta mà có thể thay đổi độ ưu tiên theo cái ý định của mình, tức là chúng ta không muốn là theo cái độ ưu tiên mặc định đó, thì chúng ta sử dụng cái cặp hoặc đơn, tức là cái cặp dấu hoặc đơn là penalty á, penalty ha, để mà chúng ta thay đổi cái độ ưu tiên của nó nha các bạn. Ví dụ cái biểu thức toán học là a cộng b nhân c trừ d cộng 6 tất cả chia cho 3 trừ e, thì trong bát tranh chúng ta phải biết là chúng ta hãy dùng cái hoặc đơn để chúng ta định cái độ ưu tiên là toàn bộ là a cộng b a sao c trừ d rồi tất cả cái đó nhân cộng 6 rồi giống hoặc đơn lại chia 3 trừ a, chia 3 trừ a. Còn chúng ta không có hoặc đơn nha các bạn, thì khi đó thì chúng nó hiểu hiểu là 6 chia 3 thôi, không có nguyên cái cụm đó, không nguyên cái cụm đó thì chúng ta phải dùng dấu hoặc đơn nha các bạn, dùng dấu hoặc đơn ở đây, dùng dấu hoặc đơn đấy. Rồi các phép toán so sánh thì các bạn biết rồi, ở trong có các phép toán so sánh sau đây trong toán học ha, dấu lớn hơn thì Pascal dùng lớn hơn ha, dấu lớn hơn bằng thì Pascal dùng dấu lớn hơn và dấu bằng phía sau, dấu nhỏ hơn thì Pascal dùng nhỏ hơn bằng thì Pascal dùng dấu nhỏ hơn là dấu bằng ha, dấu bằng thì Pascal dùng dấu bằng luôn, dấu khác thì Pascal dùng dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn lớn hơn ha. Trong một cái giải phép tính thì độ ưu tiên của phép so sánh là thấp nhất, tức là tính cộng trừ nhân chia thì deep mode tùm lum la hết xong rồi mới tới phép so sánh, so sánh các bạn nhớ rằng còn nếu mà chúng ta muốn cái gì trước á mà theo ý của mình thì chúng ta dùng cái dấu ngoặc hoặc đơn để chúng ta định độ ưu tiên các bạn. Rồi giao tiếp với người và máy, thật ra cái này là cái câu nói khác của việc xuất và nhập dữ liệu như thế nào. Thì để mà thông báo kết quả tính toán ra màn hình, tức là xuất dữ liệu ra màn hình, đối tượng ở đây ra màn hình nha các bạn. Bạn muốn máy in thì khác ha. Ở đây thì chúng ta ra màn hình thôi. Thì dùng câu lệnh write hoặc write line, write hoặc write line. Hai cái này khác nhau, cái là write xong xuống hàng và write xong không xuống hàng. Như write thì write xong rồi dừng đó. Nó giống nháy 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 nằm cùng cái hàng của cái dữ liệu mình in ra. Còn write line thì nó là in xong rồi xuống hàng. Thì ở trong dấu ngoặc là gì? Là danh sách các biểu thức mà muốn in ra, biểu thức 1, biểu thức 2, biểu thức 3, không giới hạn số lượng biểu thức. Chúng ta cứ phải là nó in hết các biểu thức đó theo thứ tự đó, các biểu thức ở đây có thể là một cái giá trị, có giá trị hay là hàng số, nghĩa là chỉ giá trị ha các bạn. Còn một biểu thức cần tính toán, như vậy giá trị nó in giá trị ra. Còn cái một biểu thức cần phải tính toán xong thì mới được biết được giá trị, thì nó tính toán xong rồi nó mới in giá trị ra. Hai cái này khác nhau chỗ đó. Rồi như vậy thì nếu mà một cái chuỗi thì nó là một cái nguyên cái dòng ký tự xong rồi có trong nháy nháy, thì đó là giá trị của cái chuỗi. Vậy thì in nguyên cái giá trị ra, không tính toán gì hết các bạn, không tính toán gì hết. Rồi nhập dữ liệu từ bàn phím ha. Nhập dữ liệu tức là chúng ta nhận dữ liệu từ bàn phím ha. Thì ta dùng read và readline rồi tên một cái biến để chúng ta nhận dữ liệu. Biến là gì? Chúng ta sẽ qua bài sau. Ở đây chúng ta biết là để nhận dữ liệu từ bàn phím chúng ta dùng cái biến để hứng đó ha. Thì còn biến là gì thì qua bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Giống như readline và thì giống như write và readline thì ở đây có một cặp tương ứng là read và readline. Read nghĩa là đọc xong và dừng ở đó. Còn read line thì xong nhảy xuống. Rồi để dừng ở chương trình. Nếu các bạn nhớ rằng ở bài 1 chúng ta nói là chương trình của Pascal nó thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới, hết chương trình thoát ra khỏi chương trình. Như vậy chúng ta viết những câu lệnh, chương trình nó chạy xong nó thoát khỏi màn hình. Vậy chúng ta không nhìn thấy gì trên màn hình hết. Vậy muốn nhìn thấy được dữ liệu in ra trên màn hình thì chúng ta phải dừng lại, dừng chương trình lại để chúng ta nhìn và ta nhìn thấy. Thì ở trong Pascal thì chúng ta có thể có hai cách sau đây để chúng ta dừng chương trình ha. Cách thứ nhất là ta dùng câu lệnh delay, ở trong ngoặc ta làm một con số này được tính đơn vị là mili giây, mili giây. Dù ta muốn dừng là 2 giây thì chúng ta cho là 2.000, delay 2.000, còn delay 1.000 là 1 giây nha. Delay nghĩa là nó dừng chương trình ở đó trong một khoảng thời gian sau nó chạy tiếp, nghĩa là delay 2.000 thì có 2 giây sau nó chạy tiếp, nó thoát chương trình. Rồi
Cách thứ hai, chúng ta dừng lại đến lúc mà người dùng nhấn một cái phím bất kỳ ở trong bàn phím thì nó chạy tiếp, nghĩa là đây nó dừng hoài luôn à, nó không bao giờ nó chạy tới đó nó dừng lại à, nó chờ chúng ta bấm một phím nó mới chạy, còn không bấm nó dừng lại luôn à. Rồi ngoài cách giao tiếp nữa à, tức là không có à, xuất cái dòng lệnh trên màn hình à, sự hộp thoại giống như khi chúng ta làm viết chương trình bị lỗi các bạn, thì chương trình nó dùng một cái hộp thoại à, tiếng Anh là dialog nha, để mà nó báo với ta rằng à, chương trình bạn có lỗi rồi nha, à, error nha, à, đó là một dạng hộp thoại à, thoại để báo cho người dùng biết là chương trình có lỗi nha. Đó là những cách cơ bản nhất để chúng ta giao tiếp giữa người dùng máy là nhập xuất dữ liệu. Sau này các bạn à, sẽ biết rằng nhập xuất dữ liệu nó có nhiều cái à, đường để nhập xuất khác ha, à, thông qua chuột à, nhập thì có thông qua chuột ha, rồi thông qua đầu đọc thẻ, rồi rồi thông qua ổ cứng, thông qua USB, rồi thông qua màn hình mà touch được các bạn đấy, phải nhập từ đó. Mà xuất thì có xuất ra máy in, xuất ra máy phát, rồi chúng ta có thể gọi điện thoại, nhiều cách để xuất ra dữ liệu ha. Còn bây giờ chúng ta xuất ra màn hình trước ha. Rồi, bài học số 3 chúng ta đến đây là kết thúc ha. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về cái nội dung mà mình trình bày ở trên thì các bạn cứ comment vào bên dưới ha. Chúc các bạn học tốt. Xin vui lòng các bạn hãy cho mình một like, share và nhớ nhấn subscribe để mà chúng ta có thể nhận được cái thông báo khi mà có slide, có video mới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt.